Xin chào các bạn cùng trở lại với F8. Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai một dự án HTML lên trên máy chủ. Đây là một hướng dẫn thực tế các bạn nhé. Bởi vì trong bài học này, mình sử dụng tên miền và máy chủ đều là hàng đi thuê, mất tiền, chứ không phải là hàng miễn phí. Thế nên là các bạn học được kiến thức này, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào những website của cá nhân các bạn hay là cho khách hàng của các bạn trong tương lai. Các bạn lưu ý là một số bạn học frontend xong ấy, thì các bạn thường biết cái dịch vụ là GitHub Page. Thì cái này các bạn có thể triển khai website lên và cho nhiều người đều có thể vào web của các bạn. Nhưng tuy nhiên ấy, thì cái trang này nó sẽ hữu ích hơn trong quá trình học tập của các bạn thôi. Sau này các bạn làm ra những website thực tế cho khách hàng thì lúc đó hầu hết mọi trường hợp là các bạn cần sở hữu máy chủ riêng, chứ không phải là đi xài những cái dịch vụ miễn phí như thế này. Những cái này nó sẽ phù hợp hơn trong quá trình học tập các bạn nhé. Ok, thì để học bài này một cách suôn sẻ thì các bạn hãy nhìn lại những cái tài nguyên mà chúng ta đang sở hữu. Thứ nhất là máy chủ web, là mình đang có máy chủ IP là 185. Thứ hai là một cái tên miền là mình cũng đã thuê là f8ubuntu.online. Mình đã thực hiện trỏ cái tên miền này về cái địa chỉ IP 185 này rồi các bạn nhé. Và như các bạn đang nhìn thấy thì hiện tại mình truy cập cái trang web này sẽ nhận một cái lỗi là không thể truy cập trang web này, f8ubuntu.online đã từ chối kết nối. Thì đây là bởi vì chúng ta chưa hề làm gì cả. Sau khi các bạn làm theo cái hướng dẫn của video này là trang web này sẽ hoạt động và bất cứ ai cũng có thể truy cập trang web này các bạn nhé. Rồi, thì đầu tiên ấy, các bạn cần học thêm một khái niệm gọi là web server. Các bạn nhìn này, web server chúng ta sẽ sử dụng trong video này, nó tên là Nginx. Đấy, chúng ta viết như thế này, web server. Web server nó là máy chủ web các bạn nhé. Và hai cái tên rất là quen thuộc, thứ nhất là Nginx, thứ hai là Apache. Thì đây là hai cái phần mềm nó được sử dụng để làm máy chủ web. Để các bạn có thể triển khai được một website trong thực tế thì các bạn cần phải cài đặt một máy chủ web. Thì trong khuôn khổ video này mình sẽ sử dụng Nginx bởi vì cái tính phổ biến của nó, các bạn sẽ thường được nghe thấy Nginx khá là nhiều các bạn nhé. Ok, rồi thì bây giờ bước 1 là chúng ta phải SSH vào máy chủ của chúng ta đã. Thì các bạn đứng từ terminal này, SSH, sử dụng luôn cái tài khoản mà chúng ta đã tạo ở bài trước nhé. Để bài mà mình hướng dẫn thêm người dùng trên Linux đây, thì mình sẽ sử dụng tài khoản Sơn Đặng và A Còng. Thay vì dùng địa chỉ IP thì mình sẽ sử dụng cái domain, bởi vì cái domain của mình là đã trỏ về địa chỉ IP rồi, là f8ubuntu.online. Vào bằng cách này nó sẽ dễ nhớ hơn, địa chỉ IP rất là khó nhớ các bạn nhé. Rồi enter. Lần đầu mình SSH vào cái hostname này nên là nó bảo là mình cần phải lưu nó vào cái list no host. Thì bây giờ mình chọn là yes, enter. Thì sau đó là cái thằng f8ubuntu.online này đã được thêm vào cái list no host trên cái máy Ubuntu của mình rồi. Nên là từ lần sau mình SSH vào ấy, nó sẽ không hỏi lại cái đoạn này nữa. Lần sau mình chỉ cần nhập thẳng mật khẩu luôn thôi. Thì giờ nhập mật khẩu, enter. Vậy là mình đã SSH vào thành công rồi nhá. Giờ chúng ta sẽ đi cài đặt Nginx. Các bạn lên Google search từ khóa là install Nginx on Ubuntu 20.04. Rồi các bạn click vào kết quả tìm kiếm của DigitalOcean đây. Ở cái trang này blog cũng khá là chất lượng các bạn nhé. Bài hướng dẫn rất là chi tiết và nó chỉnh chu. Rồi ở bước 1 đây thì các bạn cần chạy hai dòng lệnh. Một là chúng ta đi update lại cái chỉ mục của những package. Thì cái này chúng ta đã làm đây vài video rồi, không cần làm nữa. Rồi tiếp theo là chúng ta đi chạy cái dòng lệnh để install cái package Nginx. Các bạn dán nó vào đây rồi chạy. Nhập mật khẩu của Sơn Đặng, của cao của các bạn để install. Chọn yes, enter. Cái chữ y nó viết hoa này thì các bạn bấm enter luôn thì nó cũng là yes rồi nhá. Nhưng mình quen tay mình nhấn chữ y thôi. Rồi, trong lúc nó cài này chúng ta đi xem còn những cái bước gì nào. Đây là cái bước điều chỉnh lại cái tường lửa này. Thì cái tường lửa này lát mình sẽ nói nhá, cho nó cài xong đã. Ok. Rồi, tường lửa ấy thì nó là, khoan đã, kiểm tra Nginx cài thành công chưa nào. Nginx cách trừ V này, nó ra cái phiên bản như này là cài thành công rồi các bạn nhé. Quay trở lại với cái step 2, điều chỉnh cái tường lửa thì nghĩa là gì? Tường lửa này nó thực chất nó là cái phần mềm thôi, nó cài đặt trên máy chủ các bạn thì nó tùy vào từng nhà cung cấp. Có những nhà cung cấp các bạn nhận cái máy chủ xong ấy thì nó đã được bật cái tường lửa lên rồi, còn có những nhà cung cấp thì nó lại tắt tường lửa theo mặc định. Thì ví dụ như mình đang sử dụng GData bên này thì bên này là mặc định máy chủ họ để cho mình toàn quyền, thế nên là họ không có install những cái tường lửa vào đâu, mình sẽ phải tự bật lên. Thì cái thao tác này để làm gì? Thực ra ấy, cái server Nginx ấy, nó cần có một cái lối vào. Đấy, thì thông thường cái tường lửa này nó sinh ra để bảo vệ, nó áp dụng những cái nguyên tắc để bảo vệ cái máy chủ của các bạn. Thì có thể là nó sẽ chặn mất cái lối vào của cái request của các bạn đến phần mềm Nginx mà các bạn vừa cài. Thế nên là cái bước này là cái bước để gọi là cho phép cái tường lửa nó chấp nhận cái request của Nginx ấy các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể chạy theo cái lệnh này. Đấy, để coi
Enter, cứ làm theo hướng dẫn thôi các bạn đấy. Cứ làm theo hướng dẫn nhá, nó show ra cái available application này nhá. Đấy, rồi các bạn nhìn ở đây. Đấy, nó giống như này. Rồi, các bạn đọc theo hướng dẫn ở đây nhá. Tiếp theo này, cái bước này là để allow, đấy tức là nhận thằng Nginx HTTP đấy. Thì thử ở đây là nó đã nằm ở trong list rồi này. Dán Enter. Đó, nó đã nằm ở trong cái rule rồi. Đấy thì các bạn gõ cái này để xem cái status của từng lửa này. Đấy, inactive thì bởi vì bên Gdata mình là tắt, thế nên là mình cứ làm demo thôi. Các bạn cứ chạy, bởi vì nhớ đâu các bạn mới làm quen với máy chủ, các bạn không quen mà bên nhà cung cấp của các bạn lại đang bật từng lửa ấy, thì các bạn có thể thêm nó vào, allow nó vào. Còn bạn nào có cái lệnh này ngay từ đầu ấy, thì kiểm tra xem, nếu mà nó là inactive thì các bạn có thể bỏ qua luôn cái bước này, được chưa? Sang step 3. Thì ở đây, cái bước này là để các bạn kiểm tra cái status của cái service Nginx. Đây, các bạn dán này vào, enter. Đấy, nó hiện là active đây, đang running cách đây 2 phút này. Đó, thì tức là Nginx các bạn đang chạy rồi nhá. Tiếp theo, các bạn có thể đây. Các bạn làm theo cái bước này là truy cập vào cái địa chỉ của các bạn, IP của các bạn trên trình duyệt đấy, HTTP rồi IP đúng không? Đây, các bạn copy cái IP của các bạn này. Đấy, các bạn gõ vào trình duyệt này, enter. Đó, welcome to Nginx này là các bạn đã vào thành công rồi nhá. Đấy. Thì nếu mà bây giờ các bạn lên máy chủ này, các bạn viết là service đấy, Nginx cách status ý, thì các bạn vẫn có thể xem được cái status của Nginx nhá, bởi vì các bạn cần biết là Nginx nó được cài xong ấy, nó được chạy dưới dạng service đấy. Thì các bạn để cú pháp này, nó sẽ là bắt đầu bằng service, đến tên cái service của các bạn và cái từ khóa status. Thì cái vị trí từ khóa này nó có một vài cái từ khóa, thì status là để xem cái trạng thái, được chưa? Còn các bạn sửa nó thành stop là nó sẽ dừng đấy, enter. Đấy, nó dừng này, nó hỏi mật khẩu root này, bởi vì là để dừng cái service này phải có quyền root. Thế thì mình Ctrl C đi, mình dùng sudo đi, sudo enter. Đấy, khi stop này thì các bạn sẽ thấy ra ngoài trình duyệt nó không chạy nữa, để mình chứng minh cho các bạn là Nginx nó đang chạy. Đợi chút, nó stop rồi nhá. Sang đây F5 lại cái. Đấy, nó quay mòng mòng ở đây này. Đợi một chút, đấy, nó lại báo lỗi. Đó, thì bây giờ các bạn chạy nó lên, đổi thành start để bật lại nó. Đó, ok, sang bên này. Đấy, ok, thì đây là gì? Máy chủ web của chúng ta nó đã sẵn sàng rồi, nên là các bạn chỉ cần đưa website lên là có thể chạy các bạn nhá. Ok. Rồi, thì bởi vì chúng ta đã có cái domain trở về IP này rồi, nên là bây giờ chúng ta không cần nhập thẳng IP này nữa, mà thay vào đó chúng ta hãy dùng cái domain của chúng ta là f8ubuntu.online. Đấy, các bạn thấy chưa, nó vào được rồi nhá. Ok, thế nên là cái thao tác trở domain này ấy, thì nó đơn giản là để nó hướng tới IP thôi, các bạn cứ hiểu đơn giản như vậy. Làm theo hướng dẫn tiếp các bạn. Đây, thì đây là một vài cái dòng lệnh để các bạn có thể quản lý được các bạn nhá. Một là các bạn sử dụng sudo system control, hoặc là các bạn sử dụng là sudo service giống như của mình đây. Đấy, để các bạn có thể làm theo. Thì các bạn viết là stop nó sẽ là ngừng. Đấy. Nếu mà dùng system control ấy, thì cái từ khóa này nó sẽ nằm ở đằng trước các bạn nhá, sẽ là stop Nginx. Còn nếu mà sử dụng cái thằng service này thì sẽ là service Nginx stop các bạn nhá. Rồi, stop là để ngừng này, start là để bật lên này, restart thì nó là stop trước rồi nó start lại, thì tức là nó tắt đi rồi nó bật đi các bạn nhá. Reload là để tải lại cái cấu hình của Nginx. Đấy, tức là tí nữa các bạn thay đổi cấu hình của Nginx ấy, thì nó sẽ không cập nhật ngay, mà các bạn phải gọi lại cái lệnh reload hoặc là restart, thì lúc đấy là cái cấu hình mới nó mới được nạp vào các bạn nhé. Đây cái lệnh là system control disable Nginx này. Thì các bạn hiểu về lệnh này trước đi. Enable Nginx là gì? Thì khi các bạn khởi động lại cái máy chủ của các bạn ấy, thì các bạn tắt đi, các bạn mở lại ấy, thì các bạn muốn Nginx nó tự bật theo ấy, thì các bạn sẽ chạy cái lệnh này. Đó, đây này. Đây nhá. Để mình copy đã, mình copy trượt rồi. Để copy này. Đó. Còn trong tình huống các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn chạy cái lệnh bên trên, disable. Thì khi máy các bạn khởi động lại nó sẽ không tự động bật Nginx nữa. Nhưng các bạn phải bật nó lên, bởi vì không là đến lúc máy của các bạn, máy chủ nó restart lại, cái trang web của bạn nó không tự sống lại đâu. Thế nên các bạn phải tự để enable Nginx thì máy chủ web nó bật lên, thì website của các bạn nó mới có thể truy cập được nhá. Sang bước 5. Sang bước 5 ở đây là các bạn sẽ tạo một cái thư mục để lưu cái source code của website của các bạn. Khi các bạn cài xong máy chủ web ấy, thì các bạn có thể triển khai rất là nhiều cái trang web lên. Giả sử các bạn có 10 trang web, 20 trang web các bạn triển khai lên được luôn ấy, thì nó tùy vào cái cấu hình máy chủ của các bạn thôi. Nếu mà nó đủ mạnh thì các bạn cứ triển khai lên thoải mái. Thì cái một cái máy chủ web này là đáp ứng được nhiều trang web rồi, thì nên là các bạn cần phải biết cách để quản lý nó. Thì ở đây với Nginx thì thông thường chúng ta sẽ quản lý nó ở cái địa chỉ thư mục là var www. Rồi các bạn tự tạo ra cái thư mục để quản lý cái source code của các bạn. Thì thông thường các bạn tự đặt tên ở chỗ này cho nó hợp lý thôi. Thì các bạn triển khai trang nào thì các bạn đặt cho nó phù hợp. Thì ở đây mình sẽ copy cái này vào này. Đó. Mình giả sử cái trang của mình gọi là trang TikTok đi. Mình cứ ví dụ thế đi.
Đấy, dự án TikTok chẳng hạn thì mình sẽ tạo ra cái thư mục là TikTok. Còn cái thư mục HTML này là sẽ là thư mục chứa cái code frontend các bạn nhé. Enter. Rồi. Tiếp theo là xét lại cái chủ sở hữu cho cái user hiện tại. Cái biến đô la user này chính là cái ông user đang login thôi các bạn nhé. Echo nó ra mà nhìn. Đó, nó chính là sơn đặng thôi. Thì cái việc là John này thì các bạn đã được học rồi này. Đấy, thì đây là đưa chủ sở hữu cho cái thư mục HTML này. Thì thực ra ấy, khả năng là bây giờ nó đã, để mình thử xem nhé, ls cách trừ l dán vào. Đấy, thư mục HTML hiện tại là owner và group owner là đã là mình rồi, đã account này rồi, nên mình chả việc gì phải chạy cái câu này nữa cả. Đấy, do chúng ta hiểu nên là chúng ta có thể bỏ qua được cái bước này, chúng ta hiểu rồi mà, đúng không? Được học rồi. Ok, bước tiếp theo là chúng ta phân lại quyền. Đấy, quyền 775 trừ r cho cái thư mục này. Thì nếu mà với quyền 775 ấy, thì có nghĩa là ông owner là full quyền, đúng không? Ông group và ông kia là chỉ có quyền đọc và quyền execute thôi. Ok, thì chúng ta sẽ chạy nào. Mình copy, sau dạo này toàn copy trượt đấy nhỉ. Copy này. Rồi, cái thư mục này sẽ là TikTok. Đó, enter. Chúng ta phân quyền xong. Tiếp theo là các bạn có thể đi tạo một cái file index ở trong cái thư mục này để chúng ta test xem là website của chúng ta nó có chạy được không các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ đi tự tạo đi. Mình tự tạo dùng echo đi. Echo H1 này hello anh em F8. Rồi, mình sẽ đưa nó vào cái thư mục kia. Và www TikTok HTML index.html. Enter. Đấy, tạo file thành công rồi nhá. Bước tiếp theo, đây là cái nội dung của họ, nhưng mình vừa tự tạo file của mình rồi, thế nên là mình không cần làm cái bước này. Tiếp theo ấy là chúng ta sẽ đi tạo thêm một cái cấu hình. Đấy, một cái cấu hình cho cái trang web của ta, tức là cấu hình Nginx cho cái trang của chúng ta. Thì các bạn sẽ lưu cái file đó vào trong cái thư mục là etc Nginx site available. Và cái này là các bạn tự đặt tên cho nó phù hợp. Đấy. Ở đây là họ sử dụng cái quản lý cái file editor là Nano. Chúng ta quen dùng Vim thì cứ dùng Vim thôi các bạn nhé. Thì cái bước này các bạn lưu ý là hiểu như này đã, mình sẽ phải giải thích cho các bạn. Khi các bạn cài Nginx xong ấy, thì nó sẽ có cái thư mục Nginx này, etc Nginx này, thì nó sẽ thêm cái thư mục Nginx vào trong etc. Thì trong cái thư mục Nginx này sẽ chứa những cái file cấu hình cho cái máy chủ web của các bạn. Đây thì các bạn có thể ls cách trừ l ra để xem nhé, xem nó có những gì trong này. Ls cách trừ l. Đó, thì trong này nó có khá là nhiều những cái file cấu hình cộng những cái thư mục. Thì các bạn để ý trong này ấy, nó sẽ có cái thư mục tên là site available và cái thư mục là site enable. Thì thông thường những cái cấu hình website của các bạn nó sẽ được để ở trong hai cái thư mục này. Các bạn lựa một thư mục nào cũng được thôi. Nhưng ở đây ý, theo cái hướng dẫn này ý, là người ta bảo các bạn đưa vào trong cái site available ấy, thì nó chưa chắc đã chạy đâu nhá. Bởi vì một số cái tình huống các bạn phải cấu hình thêm. Đấy, thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu như này. Ở trong cái thư mục etc nginx nó có một file tên là nginx.conf này, tức là config là file cấu hình của nginx. Thì các bạn lưu ý là cái file này là file cấu hình của nginx này, thì nó sẽ quyết định là nó có nạp những cái file cấu hình ở trong cái thằng site available hay là site enable này hay không. Để từ đó thì các bạn cho cái file cấu hình vào trong đây hoặc là trong đây thì nó mới có tác dụng cơ. Thì chúng ta sẽ mở cái file này lên chúng ta xem, được chưa ạ? Rồi các bạn có thể dùng cat hoặc là dùng vim được. Ở đây mình dùng xem nào, vim đi. Vim etc nginx.conf enter. Đó thì các bạn nhìn nhá. Đây này, cái đoạn include này, các bạn cái cấu hình này thì các bạn không cần phải hiểu hết đâu, các bạn đọc hiểu được ý nghĩa của nó thôi dựa vào từ khóa tiếng Anh các bạn nhá. Include này là nó thêm vào, nó nạp vào này. Thế thì các bạn sẽ thấy là nó nạp cái file module enable này nhá. Rồi ok, kéo xuống chút nữa này, các bạn dùng cái mũi tên đi xuống ấy. Cái phần HTTP này này, nó là những cái cấu hình chung cho cái máy chủ web của các bạn nhá. Đấy, cái này thì phải học dần dần, cứ bình tĩnh. Đấy. Ok, mình đi xuống này. Đây là cái địa chỉ nó ghi log đấy, như kiểu là khi có người truy cập vào web của các bạn nó sẽ ghi log vào cái file access log này. Khi có lỗi xảy ra về máy chủ web nó sẽ ghi log vào cái file error này các bạn nhá. Đấy, gzip on là nó bật một cái trình nén lên, tức là giả sử file HTML, file JS của các bạn nặng khoảng 500 KB thì đi qua gzip nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều các bạn nhá, ví dụ như vậy. Đó, đây, và trong cái phần cuối của phần HTTP này thì nó nạp mà những cái file có, nó nạp tất cả những cái file có đuôi là .conf nằm trong etc nginx conf.d và nó nạp tất cả những file nằm trong etc nginx site enable. Đấy, thì các bạn kiểm tra trong này các bạn sẽ thấy là nó không hề nạp cái thư mục theo cái hướng dẫn này là site available. Thế nên bây giờ các bạn có hai lựa chọn.
Một là các bạn tự nạp thủ công thêm một cái dòng giống như thế này vào nữa, nhưng thay vào đó ở đây là size available. Hai là các bạn không cần phải làm theo đúng hướng dẫn này nữa, các bạn đưa thẳng cái file cấu hình này vào trong cái thư mục gọi là size enable thì nó sẽ work luôn, được chưa? Thì để đơn giản hóa chúng ta đưa thẳng vào đây size enable, được chưa? Rồi, hai chấm quy để thoát này. Giờ mình sẽ đi sử dụng sudo, bởi vì mình biết là cái thư mục etc này là thư mục của hệ thống, nên là các bạn muốn ghi file ở trong này các bạn phải đi qua sudo. Sudo etc nginx size gạch ngang enable này, và mình sẽ đặt cái cấu hình của mình tên là TikTok đó. Xin lỗi các bạn, mình thiếu từ khóa vim đấy, mình quay lại đây đấy, v enter. Rồi bây giờ mình bấm vào instant mode, mình sang bên này mình copy đấy, mình copy cái này đó, cái cấu hình này sao chép, và bây giờ mình paste vào đây, chuột phải là nó paste luôn. Giờ mình sẽ giải thích các bạn từng cái một nhé. Đầu tiên ấy, cái câu lệnh cái dòng đầu tiên là listen 80 này là gì, là nó sẽ lắng nghe cổng 80. Các bạn lưu ý là một cái website ấy, các bạn truy cập thẳng lên đây này, bấm enter một cái là thực ra là đi vào cổng 80. Cách nhận biết nhé, thì mình chia sẻ các bạn như này, các bạn bấm Ctrl A này, sau đó các bạn paste lại cái domain này một cái, nó sẽ lộ ra cái http này này. Thì khi các bạn gõ một trang web đi vào với cái giao thức là http như này, thì lúc đó ấy, nó sẽ tự động kết nối cổng 80, chẳng qua nó không hiện ra thôi. Như này, các bạn gõ là 2.80 vào rồi enter đấy, thì tự nhiên trình duyệt nó hiểu và nó bỏ 80 đi, thì thực ra là gì, nó đang ở 80. Còn đối với những trang có ổ khóa xanh ấy, tức là nó có cái chứng chỉ ở đây này, thì các bạn copy, các bạn paste ra, các bạn sẽ nhìn thấy đây này, nó là https. Thì với https ấy, thì mặc định cái cổng nó là 443 đấy, các bạn gõ vào enter này một cái đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó lại bỏ đi, thì do trình duyệt nó hiểu, nó tự bỏ thôi các bạn đấy. Thế nên các bạn cần biết là đến khi chúng ta truy cập vào cái tên miền này, chúng ta enter một cái này, là thực ra là chúng ta đang gửi một cái request lên trên máy chủ, và nó sẽ đâm vào con Nginx với cái port 80 các bạn nhé. Thế nên là cái listen 80 này nó sẽ lắng nghe được cái yêu cầu, khi mà các bạn enter này một cái thì nó sẽ nghe được cái yêu cầu đấy các bạn nhé. Nó sẽ đón được yêu cầu, nó đi vào tiếp. Thì tiếp theo nó sẽ kiểm tra cái server name, xem là cái server name của các bạn nó có đúng hay không. Thì cái server name trong tình huống này nó chính là cái F8 Ubuntu.online này đó. Thế nên là port 80 là đúng rồi, nhưng bây giờ các bạn sẽ phải cấu hình lại cái này để cho nó đúng với server name nữa thì nó mới nhận tiếp các bạn nhé. Rồi xóa hết những cái domain này đi. Đấy, các bạn dán vào đây là gì? F8 Ubuntu.online. Đó, viết cái tên miền của các bạn vào đây. Nếu mà các bạn có nhiều tên miền, các bạn có thể cách ra rồi viết thêm những cái tên miền khác thì nó sẽ đều trỏ chung vào một nơi. Cái cấu hình root này này là nó sẽ hỏi cái thư mục chứa source code của các bạn. Đấy, thì ở đây là mình vừa nãy mình tạo cái thư mục nó tên là TikTok nên mình viết cho nó đúng. Cái thằng cấu hình index này là để nó hiểu là khi các bạn truy cập vào F8 Ubuntu.online, nó sẽ tự động đọc cái file gì ở trong cái thư mục root này. Thì viết là index.html như này thì nó sẽ tìm kiếm cái file này trước tiên, nếu không có thì nó sẽ tìm cái file đằng sau, và tương tự như vậy. Thì đây cũng là lý do tại sao mà khi các bạn đặt cái file HTML của các bạn là tên là index.html ấy, thì cái máy chủ web nó sẽ tự động lấy cái file đó để nó hiện ra làm trang chủ luôn. Bởi vì là thông thường máy chủ web nó sẽ được cấu hình là cái index là file index.html như này các bạn nhá. Cái phần location gạch chéo này này thì nó sẽ bắt được tất cả những cái request của các bạn, tất cả request lên trên cái domain này thì nó đều lọt vào đây. Và khi nó lọt vào đây nó sẽ cố gắng tìm kiếm cho nó lấy được cái file mà các bạn yêu cầu. Nếu mà nó không tìm được cái file hoặc cái đường dẫn yêu cầu ấy thì nó sẽ lấy cái trang 404 mặc định của Nginx để nó hiển thị ra các bạn nhé. Ok, thì sau này xong rồi thì các bạn sẽ bấm ESC để thoát khỏi instant mode, rồi các bạn gõ vào đây giúp mình là 2.x để vừa lưu thoát, nhưng để mình review lại xem có sai sót gì không nào. F880 listen port 80 này, root đúng rồi này. Index ok, server là f8ubuntu.online ok, try file ok. Rồi, thoát ra. Thì bây giờ ấy, như mình nói ban đầu thì Nginx ấy nó sẽ không tự động nạp cái cấu hình mới này của các bạn đâu. Đấy, thế nên là để nó đảm bảo an toàn thôi. Các bạn vừa mới sửa cấu hình xong mà các bạn lưu lại file mà nó nạp luôn, nó sẽ rất là nguy hiểm. Nó dẫn tới cái trường hợp là các bạn mà cấu hình sai cú pháp hay là sai nhầm lẫn gì đó thì ra ngoài trong web của các bạn nó sẽ ngỏm luôn, đúng không? Thì bây giờ ấy, nó không nạp cấu hình của các bạn đâu, và nó cung cấp cho các bạn một cái cú pháp gọi là sudo để lấy quyền root này, Nginx cách -t để các bạn verify lại cái cấu hình đấy. Đây, nó bảo là cấu hình ok. Các bạn vừa sửa cái cấu hình trong size enable TikTok này ấy, thì ở đây đến lúc nó check cái cú pháp của thằng nginx.conf này, nó bảo cấu hình ok như này, và nó bảo là test is successful này, thì các bạn cứ yên tâm. Bởi vì sao? Trong cái file này, khi đây các bạn nhớ không, nó nạp cái tất cả những cái file nằm trong thằng size enable này, đúng không? Thế nên là chỉ cần một cái file nằm trong size enable mà có lỗi ấy, thì cái đoạn test này sẽ không thể success được đâu. Chẳng qua các bạn cấu hình đúng cú pháp rồi, thì nên là nó không bị lỗi các bạn nhé. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ chạy cú pháp là gì? Sudo, đúng không? Service Nginx re
restart nhá. Nếu mà restart nó sẽ stop rồi nó start lại, thế nên là trong một khoảnh khắc rất là ngắn máy chủ của các bạn có thể bị disconnect, tức là bị không kết nối được. Chẳng hạn hệ thống của bạn có nhiều người đang sử dụng một lúc mà các bạn restart thì sẽ có một ít người bị chết cái request đó. Thế nên là trong tình huống sửa config nhỏ này, các bạn chỉ cần dùng reload thôi. Reload thì nó sẽ không stop server của các bạn mà nó chỉ nạp lại cái cấu hình thôi các bạn nhá. Reload này, ok. Rồi. Sau đó là các bạn có thể sang bên này các bạn F5 lại trang. Đấy. Các bạn thấy chưa? Nó đã cấu hình đúng rồi, nó đi vào trong web này rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần bê nguyên cái website của các bạn đưa được nó vào cái thư mục này này. LS-L và www TikTok. Đấy, HTML. Đấy, bây giờ có mỗi một file index này thôi. Bây giờ các bạn đưa hết cả short code gồm hình ảnh, video, CSS, JavaScript lên trên này là nó work ngay, nó chạy ngay trong web của các bạn nhá. Đấy, thế nên là các bạn hình dung được cách vận hành của nó chưa? Thì các bạn có nhiều website thì các bạn tạo thêm nhiều cái file, nhiều cái thư mục ở trong www này đó, và các bạn thêm file cấu hình vào. Vừa nãy các bạn có cái file cấu hình là scienceable TikTok, thì bây giờ các bạn có thêm một website A, website B, website C nữa, thì các bạn lại thêm những cái cấu hình A, cấu hình B, cấu hình C vào. Rồi nhớ là mỗi lần cấu hình xong thì chạy ngz -t mà phát cho chắc chắn. Sau đó là gì ạ? Chạy reload lại để nó nạp lại các bạn nhá. Đó, ok. Thì xem nào, khuôn khổ của bài này như thế là hết chưa? Đó, thì hiện tại là các bạn có thể deploy được lên rồi. Thì bài sau ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một cái công cụ gọi là file Zilla để các bạn có thể upload được cái short code lên trên cái thư mục của chúng ta nhá. Cái thư mục này này, cái thư mục Nginx ý. Đấy, upload thẳng lên đây luôn cho nó dễ, bê cả cái website lên. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào.